ngon bổ rẻ cho các bác đây ạ. Em Tuấn giới thiệu đến các bác chiếc âm đi JVC JRS81VK, con này có mức giá 3,6 triệu. Mọi chức năng hoạt động bình thường, radio FM bình thường. Đấy. Con này hàng xuất Mỹ, chạy điện 120V. Em quay ra phía sau cho bác này. Con này đây, đây con JVC này. Để em lột cái tem bằng để nó vẫn còn ni lông nhé, bọc nhé. Đấy, màu đen đấy ạ. AC 120V, con này 175W. 175W. Đấy, được chưa ạ? Con này hai cầu luôn. Đây, hai cầu. Hai cầu luôn. Sẽ đem test cái chức năng cho các bác xem. Mức giá 3,6 triệu là mức giá quá bèo cho các bác rồi. Đây, FM luôn nhé. Radio này. Gặp lại quý vị và các bạn trong này. Vấn về bệnh kỳ liệt tuyến. Vâng, thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đề cập tới một căn bệnh, một nỗi khổ khó nói của đàn ông, đó là bệnh phì đại tuyến tiền liệt. À, vâng, bệnh phì đại tuyến tiền liệt còn có tên gọi khác là bệnh u xơ tuyến tiền liệt. Bệnh ảnh hưởng tới chức năng tiểu tiện và gây ra nhiều biến chứng rất nguy hiểm. Em này, ai em này. Bắt được hết. Được chưa? Thôi, không phải test này nữa. Sang áo ít cho các bác này. Sang áo ít thì em test từ trên điện thoại vào cho các bác. Vẫn cứ điện thoại hàng ngày thôi. Mở nhạc này cho các bác luôn. Bớt bát này. Hết bát này. Lên bát này. Hết chén này. Hết chén. Có cả lau lớt đấy. Thấy chưa, thấy chưa? Con này có cả lau lớt luôn này. Có cả A cộng B, gọi là đây là âm ly khác thì họ gọi là AB, nhưng âm ly này là 1-2, đánh cầu 1, cầu 2 và cầu 1, cầu 2 cộng nhau này, có nghĩa là một lúc đánh hai cầu liền này, các bác nhìn chưa? Mọi chức năng hoạt động bình thường, đèn bu rất đẹp. Đây có cái mờ mờ đấy các bác nhìn không em, đây không phải ấy nhá, băng dính nhá. Đấy, em nói luôn băng dính không, đây, em cạo ra này. Nhưng không các bác, nhiều bác ấy bảo, đây, băng dính nó cạo ra này, băng dính. Ok chị ạ, à, mức giá 3,6 triệu, size con này 50. Cảm ơn các bác.